Bà lão ăn xin có 77 triệu đồng tiền mặt và 25 tỷ đồng gửi ngân hàng. Một bà lão ăn xin tại thủ đô Liban được tìm thấy khi đã qua đời trong chiếc ô tô cùng 73 triệu đồng tiền mặt và sổ tiết kiệm 25,5 tỷ đồng. Bà lão năm nay đã 52 tuổi, đã ra đi trong một chiếc xe hơi bỏ đi. Hôm ngày 15 tháng 5 vừa qua, lực lượng an ninh đã xác nhận với tờ báo địa phương rằng bà đã qua đời vì cơn đau tim đột ngột. Tuy nhiên, họ đã rất ngạc nhiên khi thấy bên cạnh bà là những túi tiền chứa 3.400 đô tiền mặt tương đương 77 triệu đồng. Và thậm chí còn đáng ngạc nhiên hơn khi bà có một cuốn sổ tiết kiệm ngân hàng cho thấy bà đã tiết kiệm được 25,5 tỷ đồng. Tìm thấy số tiền mặt và sổ tiết kiệm của bà là một bất ngờ lớn với lực lượng an ninh chúng tôi. Giám đốc Bộ phận quan hệ công chúng an ninh trong nước nói, bên cạnh đó, theo nhiều tờ báo địa phương, bà là một nhân vật nổi tiếng. Một bức ảnh chụp của một người lính Liban đóng quân tại bệnh viện gần đó và giúp bà uống nước vì bà không thể sử dụng bàn tay hoặc bàn chân của mình và đã nhận được nhiều sự khen ngợi. Người lính này sau đó cũng được chỉ huy quân đội tuyên dương vì hành động nhân đạo đó. Tuy nhiên, nhiều người trên phương tiện truyền thông xã hội đã chế nhạo những người ăn xin ở Liban và coi đó là một nghề kiếm tiền bất hợp pháp. Bà lão là một người ăn xin đúng nghĩa, bà thường ngồi trên vỉa hè và không thể cử động tay do bị tật bẩm sinh. Điều này đã gây được niềm thương cảm của nhiều người đi đường trong nhiều thập niên. Bà lão không nói hay cầu xin ai, bà chỉ nhìn những người qua đường bằng đôi mắt đầy đau khổ. Sau cái chết của bà, lực lượng an ninh phát hiện ra quê hương bà ở. Họ liên lạc với gia đình bà và một số người thân đã đến đưa thi thể bà về quê hương. Bà lão đã được chôn cất vào ngày 16 tháng 5. Bà lão có một gia đình gồm 8 người, một người mẹ, hai anh em trai và 5 chị em gái. Đáng nói, gia đình bà không hề biết về số tiền tiết kiệm đó và điều này đã chứng minh rằng không ai trong gia đình bà bắt buộc bà phải đi ăn xin. Đáng tiếc rằng, sau khi không nói ra cho ai biết về khoản tiền lớn này vì sợ bị giết, bà lão đã chết mà không được hưởng chút gì từ chúng.